Chào các bạn, mình là ADZ. Đây là video thông báo dành cho những bạn theo dõi kênh của mình về chủ đề server Atenor và Minecraft. Sau một thời gian server Atenor bị ngừng hoạt động do hết dung lượng, thì mình đã thử dùng server trên ESA Zoton, nhưng tức là server đó chi phí duy trì khá là cao nên mình đã không thể gia hạn cho nó hoạt động tiếp được. Và thế là server trên ESA Zoton cũng phải ngừng hoạt động, cũng chưa biết khi nào có thể hoạt động trở lại. Việc các server bị ngừng hoạt động làm mình có chút cảm giác buồn và trống trải, kiểu cứ bị thiếu thứ gì đó, không hiểu được luôn. Cùng với đấy, có nhiều bạn trên kênh YouTube bình luận hỏi về server Minecraft, cũng bày tỏ mong muốn là lập tạm ra một cái server để chơi cùng bạn bè hoặc chơi với những người bạn mới cho đỡ chán. Vì thế, mình quyết định cài đặt lại server Atenor để lúc rảnh các bạn có thể vào chơi. Và server lần này sẽ chơi trên phiên bản 1.18.2, sẽ có nhiều thứ hỗ trợ để các bạn chơi được vui vẻ và thoải mái hơn. Chẳng hạn như tính năng dịch chuyển TB đã được bổ sung vào server, các bạn có thể dịch chuyển tới vị trí của những người chơi khác hoặc mời người khác dịch chuyển đến vị trí của các bạn. Tuy nhiên, để giữ lối chơi sinh tồn truyền thống, thì tính năng này sẽ chỉ hoạt động khi người chơi khác đồng ý cho bạn dịch chuyển đến. Nhìn chung, tính năng dịch chuyển này rất phù hợp khi chơi cùng những người bạn bè có quen biết hoặc tin tưởng nhau. Đây là ví dụ về cách sử dụng lệnh TB để dịch chuyển. Các bạn nhấn phím T để bật chat, sau đó gõ lệnh, gạch chéo, TBA, cách, tên người chơi mà các bạn muốn dịch chuyển đến. Khi gõ xong lệnh, các bạn đợi người chơi bên kia đồng ý. Nếu họ nhấn vào accept, thì trong vòng 3 giây, bạn sẽ được TB tới người chơi đó. Lưu ý, trong 3 giây từ lúc người kia nhấn accept thì bạn không được di chuyển. Nếu không, lệnh sẽ bị hủy và các bạn cần phải nhập lại lệnh. Nếu các bạn muốn một ai đó dịch chuyển đến chỗ của mình, thì các bạn nhập lệnh, gạch chéo TB here, cách tên người chơi, và đợi người kia đồng ý. Bên phía người chơi kia khi nhấn accept cũng cần đợi 3 giây và đứng im để có thể dịch chuyển. Còn nếu bạn nào cảm thấy bị phiền do người chơi khác gửi yêu cầu TB nhiều quá, thì có thể dùng lệnh, gạch chéo, TB block, cách, tên người chơi muốn block, để hủy block thì gõ lệnh, gạch chéo, TB ăn block, cách, tên người chơi. Đó là về cơ bản tính năng TB trên server. Bây giờ mình sẽ giới thiệu tiếp một tính năng thú vị khác, đó là sở hữu đất. Tính năng này rất hữu ích cho những bạn thích chơi xây dựng hoặc những bạn chơi sinh tồn muốn bảo vệ tài sản của riêng mình. Khi các bạn sử dụng tính năng này thì các bạn sẽ được sở hữu một mảnh đất và tất cả những đồ đạc hay công trình đã xây dựng trên đó sẽ là của bạn. Không người chơi nào có thể sử dụng được nếu không có sự đồng ý của bạn. Họ sẽ không thể phá hủy hay đặt block, họ cũng không thể lấy đồ trong dương của bạn. Khi bạn đứng trong mảnh đất của mình thì người chơi khác cũng không thể giết được bạn, ngoại trừ quái vật trong game. Để sở hữu một mảnh đất thì các bạn phải cầm chiếc giảng vàng trên tay, sau đó nhập lệnh gạch chéo, cờ lam. Mỗi người chơi ban đầu sẽ được sở hữu một mảnh đất có diện tích là 100 block và sẽ được tăng dần trong tương lai. Cứ khoảng 1 tiếng online liên tục thì bạn sẽ được tặng thêm diện tích là 100 block nữa. Tối đa các bạn có thể sở hữu diện tích 80.000 block. Với những bạn muốn kết hợp với người chơi khác để cùng nhau xây dựng thì các bạn có thể dùng lệnh gạch chéo chest, cách tên người chơi. Khi dùng lệnh này, bạn có thể thêm bạn bè vào để cùng sở hữu đất. Tính năng này cũng rất phù hợp cho những bạn có lối chơi tạo đội nhóm và mở rộng lãnh thổ. Để hủy quyền sở hữu mảnh đất của người chơi mà bạn đã thêm vào, thì bạn dùng lệnh gạch chéo, unchurch, cách, tên người chơi. Ngoài ra, các bạn có thể tùy chỉnh thêm các quyền sở hữu của người khác bằng các lệnh như cho phép người chơi nào đó có thể mở giường, có thể bấm nút công tắc, sử dụng giường, rất nhiều thứ để tùy chỉnh thêm nếu các bạn muốn. Thêm một điều nữa là khi đã sở hữu mảnh đất, các bạn còn có thể dùng được lệnh TB home để dịch chuyển tới mảnh đất đó. Muốn dịch chuyển về mảnh đất đã sở hữu, thì đầu tiên các bạn đặt tên cho mảnh đất bằng cách dùng lệnh gạch chéo, set home, cách, tên ngôi nhà. Khi đã có tên rồi thì các bạn dùng lệnh gạch chéo, home, cách, tên ngôi nhà đã đặt tên để dịch chuyển về ngôi nhà đó. Cuối cùng là một tính năng cũng rất hữu ích cho các bạn chơi trên server, đặc biệt là với những bạn thích chơi xây dựng, đó là tính năng mua block. Các bạn có thể dùng vàng hoặc kim cương, ngọc lục bảo để mua block. Trên server sẽ có các cửa hàng mở bán hầu hết các block cần thiết cho việc xây dựng. Các bạn có thể dùng lệnh warp shop để đi đến khu có các cửa hàng. Tại khu này, các bạn có thể mua bán rất nhiều vật phẩm có trong game, chẳng hạn như mua block, mua vũ khí, mua trứng, mua vật phẩm trang trí nhà, rất nhiều thứ. Và mình sẽ bổ sung thêm dần các vật phẩm phù hợp khác vào trong cửa hàng để các bạn có thêm nhiều nguyên liệu cho việc xây nhà và xây dựng. Server này sẽ nghiêng về lối chơi xây dựng, tuy nhiên những bạn thích chơi sinh tồn vẫn có thể chơi như bình thường. Server này mình cũng không đặt luật lệ gì cả, các bạn có thể tùy ý chơi theo cách của bạn. Nhưng để server trở thành sân chơi giải trí lành mạnh cho tất cả mọi người, thì mình rất mong các bạn có ý thức bảo vệ server, không xây dựng máy gây lag, không tự ý đổi mật khẩu khởi động server, hạn chế dùng hack, hạn chế nói tục chửi bậy. Tài khoản dùng để khởi động server, mình sẽ để ở trong phần mô tả và trong phần bình luận của video. Các bạn có thể dùng nó để đăng nhập vào trang atenor.org và bật máy chủ bất cứ khi nào bạn rảnh. Một lần nữa xin các bạn đừng đổi tài khoản mật khẩu, vì tài khoản này chỉ dùng để khởi động server thôi. Còn tài khoản server là một tài khoản khác, các bạn có đổi mật khẩu cũng không giải quyết được việc gì. Nhưng nó lại khiến những người chơi khác không mở được server và mình cũng mất công phải tạo lại tài khoản khác. Nên rất mong các bạn khi chơi giao lưu vui vẻ, chứ không tự ý thay đổi tài khoản mật khẩu dùng để khởi động server nhé.